cuộc đua vào ghế tổng bí thư, uy lực của Tô Lâm giảm sút quá lớn so với thủ tướng. Trong thời gian gần đây có sự xuất hiện trở lại thường xuyên của một số lãnh đạo phe Nghệ Tĩnh như trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú hay trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trong các hội nghị quan trọng của Đảng và Nhà nước. Mới nhất tại hội nghị sơ kết công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 10 tháng 7. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã thông báo trong vòng 6 tháng đầu năm 2024, cơ quan này đã thi hành kỷ luật 7.858 đảng viên, đồng thời cơ quan này cũng chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị rà soát việc lãnh đạo với các dự án gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Đây là tập đoàn có liên quan đến một số ủy viên Bộ Chính trị đã mất chức như cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Điều đó cho thấy các hoạt động của cơ quan đảng vẫn được triển khai bình thường dù rằng người đứng đầu đảng là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt từ lâu. Đáng chú ý trong các chuyến thăm và làm việc tại các địa phương trên cả nước, kể cả trong chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch Tô Lâm mới đây, người ta thấy xuất hiện của các lãnh đạo thuộc phe Nghệ Tĩnh như Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, và điều đó rất gần gũi với ông Tô Lâm. Chưa hết, khi Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Nguyễn Văn Yên, Phó Ban Nội chính là cánh tay phải của ông Phan Đình Trạc, người ta cho rằng cánh cửa vào nhà Phan Đình Trạc đang bị Bộ Công an mở toang. Nhưng đã hơn 2 tuần, ông Trạc vẫn bình an vô sự và chưa biết việc này có kéo dài đến lúc nào. Vì thế, theo giới quan sát, phải chăng cái gọi là kế hoạch tảo thanh của phe Nghệ Tĩnh của Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an dường như đã dừng lại để không tiếp tục như dự tính ban đầu? Hay giữa phe Nghệ Tĩnh và phe Hưng Yên của ông Tô Lâm đã đạt được một kế hoạch ưu tiên chiếm tạm thời? Tuy nhiên, trên bàn cờ chính trị Việt Nam hiện nay không chỉ có hai phe Nghệ Tĩnh và Hưng Yên, còn có rất nhiều phe cánh và nhóm lợi ích khác nhau đang chi phối, như phe của Thủ tướng Phạm Minh Chính, phe tướng lĩnh quân đội, Bộ Quốc phòng, vân vân. Nguồn tin nội bộ gần đây đã tiết lộ với Thời báo.de rằng quân đội đang có xu hướng ủng hộ và đứng về phía Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong những ngày gần đây, nếu theo dõi các hoạt động của ông Phạm Minh Chính trên cương vị là Thủ tướng Chính phủ, trong các cuộc họp quan trọng như Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Hội nghị Quân ủy Trung ương và mới nhất là Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024, do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức sáng ngày 10 tháng 7, thì sẽ thấy vai trò rất lớn của ông Chính trên chính trường, thậm chí còn lấn át cả Chủ tịch Tô Lâm. Đáng chú ý, Tổng Trọng trên danh nghĩa là Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng vì lý do sức khỏe đến dự, không đến dự được hội nghị này, một điều khiến giới quan sát rất bất ngờ và gây ngạc nhiên lớn đó là người thay thế cho Tổng Trọng dự hội nghị quân chính toàn quân, người này không phải là Chủ tịch nước Tô Lâm như đồn đoán trước đó, mà là Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đích thân Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã ra tận xe công vụ của Thủ tướng đón ông Chính xuống xe, trong một thái độ chân tình, cởi mở. Đây là điều trái ngược nếu so sánh thái độ của Bộ trưởng Giang mỗi khi tiếp xúc với Chủ tịch Tô Lâm. Kể cả mới đây trong chuyến thăm Lào và Campuchia, ông Giang đã đi theo để tháp tùng Chủ tịch nước. Cho dù trong thời gian gần đây dưới sự chỉ huy của tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đốc thúc cơ quan an ninh điều tra A09 xử lý dứt điểm đại án cây xanh Công Minh liên quan đến 19 tỉnh thành trên cả nước. Theo đó, công ty cây xanh Công Minh được cho là sân sau của ông Trần Cẩm Tú. Nhưng cho đến lúc này, chưa có biểu hiện gì cho thấy ông Trần Cẩm Tú, ông Phan Đình Trạc gặp nguy hiểm cả. Mà ngược lại, các lãnh đạo cấp cao của phe Nghệ Tĩnh vẫn bình an vô sự. Trong khi đó, vị thế của Chủ tịch nước Tô Lâm đã suy giảm nhanh chóng nếu so với đối thủ cạnh tranh cho cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14 sắp tới. Do vậy, có khả năng cao sau khi kết thúc chuyến công du Lào và Campuchia trở về, Tô Lâm sẽ lại nổi giận lôi đình và cho bắt bớ một số vụ việc nho nhỏ để mà lấy lè. Chúng ta hãy cùng chờ thêm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin cuộc đua ghế Tổng Bí thư, uy lực của Tô Lâm giảm sút quá lớn so với Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao Tô Lâm và Bộ Công an cho bắt đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân vào lúc này? Mạng xã hội của người Việt Nam rung động trước thông tin đại biểu Quốc hội nổi tiếng với nhiều phát biểu gai góc trên nghị trường là ông Lê Thanh Vân đã bị Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ, khám xét nơi ở và nơi làm việc vào ngày 10 tháng 7 với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để mà trục lợi theo Điều 358 Bộ Luật Hình Sự. Được biết, đây là kết quả điều tra mở rộng của vụ án của Công an Thái Bình đối với cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, người đã bị khởi tố bắt giam vào ngày 14 tháng 11 năm 2023 với tội danh cưỡng đoạt tài sản. Sau đó bị điều tra thêm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Như vậy, từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, Quốc hội Việt Nam đã bãi nhiệm 3 đại biểu, cho thôi nhiệm vụ 10 đại biểu, khiến tổng số đại biểu hiện chỉ còn là 486 người. Ông Lê Thanh Vân và ông Lưu Bình Nhưỡng vốn là hai trong số các đại biểu nổi tiếng trên nghị trường với những phát ngôn thẳng thắn, bộc trực, không kiêng nể trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội nhiều năm qua. Do đó, hai ông không thể tránh khỏi sự bực tức của các quan chức lãnh đạo các cấp, đặc biệt là lãnh đạo khối tư pháp. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng từng làm nóng nghị trường với những phát biểu chỉ trích thẳng vào Bộ Công an, ví dụ ông Nhưỡng từng nói thẳng trước Bộ Công an và ông Tô Lâm rằng vi phạm của cơ quan điều tra là rất khủng khiếp. Không chỉ có vậy, ông Nhưỡng còn dám chọc vào tổ kiến lửa, đó là vụ án Hồ Duy Hải, vụ án Đồng Tâm. Khi đó, theo giới quan sát, việc Bộ Công an sẽ kiếm cớ để bắt ông Nhưỡng là điều chắc chắn, không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ là thời gian nào mà thôi. Tương tự, vào tháng 11 năm 2023, tại Quốc hội, ông Lê Thanh Vân từng có màn đấu khẩu gay gắt với Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong liên quan đến dự án khu đô thị sinh thái Sài Gòn Đại Ninh của bà trùm Trương Mỹ Lan và đại gia Nguyễn Cao Chí. Đây là một siêu dự án trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã khiến nhiều lãnh đạo quan chức rơi vào vòng lao lý, trong đó có ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh Lâm Đồng và bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư. Khi nói về sự bao che của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan Thanh tra Chính phủ với dự án Sài Gòn Đại Ninh, dù đã đình chỉ dự án nhưng sau đó lại ra quyết định cho phục hồi, đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn rằng việc thành lập tổ công tác để thanh tra lại kết quả đoàn thanh tra có đúng luật hay không, với vai trò kép vừa là thủ trưởng cơ quan thanh tra vừa là người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổng thanh tra chịu trách nhiệm gì trước pháp luật? Hai đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng cũng bị bắt do những phát ngôn nhạy cảm cách nhau gần một năm, nhưng cùng do một đơn vị thực hiện là Công an tỉnh Thái Bình. Tuy mục đích có sự khác biệt, nhưng điểm chung đều nhằm mục đích dằn mặt để răn đe các tiếng nói phản biện. Đồng thời, ông Tô Lâm của Bộ Công an còn chuyển đi một thông điệp để đe dọa công luận, đó là đến đại biểu Quốc hội người ta có quyền miễn trừ, nhưng nói năng trái ý thì cũng bị bắt, và dù Bộ trưởng Tô Lâm hay Bộ trưởng Lương Tam Quang thì cũng giống nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt trong việc bắt ông Lê Thanh Vân mới đây là cú quyết định, vì kể từ nay sẽ không còn bất kỳ đại biểu Quốc hội nào nói trái ý với ông Tô Lâm. Từ đó, ông Tô Chủ tịch sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội là cơ quan lập pháp. Cũng từ đó, Tô Lâm và phe cánh có thể thông qua cả các dự luật cho Bộ Công an soạn thảo và trình Quốc hội tương tự như cách làm luật an ninh cơ sở đã được thông qua vào cuối năm 2023. Bởi Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội do Trung tướng Lê Tấn Tới là một đàn em thân cận của Tô Lâm đang kiểm soát. Giới phân tích chính trị quốc tế đánh giá, Chủ tịch Tô Lâm đang chạy đua với thời gian để nhanh chóng xây dựng bộ luật theo ý của mình để biến Việt Nam thành nhà nước độc tài công an trị, và Tô Lâm sẽ trở thành một kẻ độc tài sắt máu giống như Putin tại Nga. Khi đó, mọi quyền lực tập trung trong tay của một cá nhân, ông Tô Lâm, chứ không còn là sự lãnh đạo của tập thể bộ chính trị như hiện nay. Quý vị các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Tô Lâm và Bộ Công an cho bắt đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân vào lúc này.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.